không phải là con gì và hòn các bạn, có các chữ nho đây là tạo lên bằng đồng chuông cổ các bạn nhé, tại chùa thầy. Xin chào quý vị các bạn nhé, đã quay trở lại với video tiếp theo của trên kênh Khuê Bắp và chuyện đăng tải với những nội dung và danh nam thắng cảnh. Thì chúng ta bước vào trong này thì có bên đây cũng có một cái khu hòn, tại đây giống như là một cái hòn gì, không phải là con gì và hòn các bạn, có các chữ nho đây là tạo lên một khuôn viên cảnh cho đẹp. Và khi thì như vậy, chùa thầy thầy thuộc là thuộc địa phận Quốc Oai các bạn, nhưng mà cũng có ảnh hưởng một chút về rác rưởi, về khuôn viên của chùa thầy với một cái cảnh chùa nó rất chi là non nước hữu tình và một cái khuôn viên khá là đẹp. Với cái phong cảnh chùa thầy gần núi các bạn ạ, cách chùa Trầm và chùa ấy thì cũng có khoảng một chút xíu thôi. Và đây cũng là một khuôn viên tháp chuông các bạn, bằng đến một phần lối trên này thì cũng có bảo tháp và núi. Không, cứ để ra đây nhá. Và trong này rất chi là mát ạ. Không, cứ để gỗ. Đây cũng có bức tranh cảm cổ, cũng có nói qua về tất cả những cái địa danh. Đây cũng có trưng bày một chút về hàng lưu niệm. Và trên này là một cái tháp chuông các bạn. Tháp chuông trên nghe đi một chút xem. Trên này một quả chuông các bạn ạ. Khá là lớn, một quả chuông bằng đồng. Chuông cổ các bạn nhé. Tại chùa thầy. Mình quay qua. Khi vào đến trong thì với một cái nét cổ của chùa thầy ấy, các bạn có thể thấy là rất chi là cổ kính, rêu phong, đền thờ mẫu các bạn, là một khu di tích lịch sử, cũng là một cái danh nam thắng cảnh của địa phận Quốc Oai Hà Nội, cũng là một cái nét đặc trưng. Kia trên kia cũng là một cái vách núi được nằm dưới chân núi, nên là có một cái phong cảnh chùa rất chi là cổ kính và hữu tình. Một cái đoạn này trăng thanh gió mát. Đây các bạn ạ, một cái nét này rất chi là cổ này. Lối vào kiến trúc của chùa, cây hoa đại rất chi là lớn, ở giữa cũng có cái bình lưu hương rất chi là to bằng đá xanh các bạn ạ. Xung quanh ở dưới chân núi bạn, trên là cây cao bóng cả. Wow, đến đây công nhận là với cái khuôn viên gió khá là mát các bạn. Đây là cũng là về mùa hè, đây thì căn bản là ở dưới chân cái núi đá nên là mát, rất chi là mát. Hai bên là bên kia là tháp chuông, đây là tháp trống các bạn. Rồi, Phật tử. Và khi chúng ta đi đến một non nước danh nam thắng cảnh của chùa, cây cối mát các bạn nhìn thấy mát thích, nhất là cây hoa đại này rất chi là cổ các bạn nhé, khá lâu ấy. Và nét cổ kính của chùa mình thấy công nhận là thích thật. Bên trong này là khu các tượng Phật ngồi trang nghiêm, mỗi người có một cái, mỗi một người có một cái nét khuôn mặt khác nhau và ngồi khác nhau. Wow, tư thế trầm tư nói về sự đời của một người. Lưu phong, và các bạn có thể nhìn thấy mấy cái nét chạm chỗ của chùa thì khá là cổ kính các bạn.
À, khi đến đây thì chúng ta nhìn thấy cái hai bên bên phía sau cây hoa đại đó có lan, hoa lan nó mọc khá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời, đẹp thật mà mát. Đây cũng có bằng gỗ các bạn. Khuôn viên nó cái đậm nét cổ kính của chùa. Đây còn cái chùm nước bằng đá ngày xưa các bạn. À, hai bên là bên kia là tháp chuông, đây là tháp trống các bạn. Rồi Phật tử. Và khi chúng ta đi đến một non nước vành nam thắng cảnh của chùa, cây cối mát các bạn nhìn thấy mát thích, nhất là cây hoa đại này, cái chỉ là cổ các bạn nhé, khá là lâu ấy. Và nét cổ kính của chùa mình thấy công nhận là thích thật. Bên trong này là khu các tượng Phật ngồi trang nghiêm, mỗi người có một cái, mỗi một người có một cái nét khuôn mặt khác nhau và ngồi khác nhau. Wow, tư thế trầm tư nói về sự đời của một người. Như phong và các bạn có thể nhìn thấy mấy cái nét chạm chỗ của chùa thì khá là cổ kính các bạn. Đây là chính nơi tam bảo chính các bạn. Đây là tam bảo phía bên trong. Mình mở cửa bên trong các bạn. Đây là chùa thượng và chùa thầy, có hai ngôi chùa các bạn nhé, chùa thầy và chùa thượng. Nên các bạn đỡ phải nhầm lẫn giữa chùa thầy và chùa thượng. Chùa thầy có một cái bông hoa sen bằng đồng ở trên cổ các bạn. Hoa sen bằng đồng cổ lắm. Bức chạm khắc, bức điêu khắc khắc họa tiết bằng gỗ. Chùa cổ lắm, nét rêu phong. Còn là giữ nguyên cái trạng thái nét của cổ kính bằng gỗ. Rồi thì mình sẽ quay sang bên ngoài các bạn nhé, tham quan ở bên ngoài một chút. Thì qua bên ngoài ấy, thì khuôn viên ở bên ngoài chùa rất chi là đẹp, phong cảnh rất chi là thoáng mát. Khi nhìn ra bên ngoài này thì một cái cảnh non nước hữu tình khá là trang nghiêm. À, trời hôm nay khá là nắng các bạn. Ở giữa sân này thì đây mới chính là cái lối vào bạn. Do cái lối vào này thì đi hai bên. Bây giờ thì mình sẽ ra cái tháp, tháp ở giữa hồ rồi bạn. Đấy. À, mình nói qua một chút về các bạn nhiều khi là thắc mắc là khi mà vào chùa thì mình nói qua đây một chút. Đứng ở giữa đây, bên trái và bên phải là đều có hai lối vào các bạn nhé. Đấy, có hai lối vào chính này đó. Thì cái lối vào cổng tam quan chính diện mà ngày xưa vào chùa thì đây, trước hình ảnh của quý vị các bạn, đây là chính là cổng tam quan ngày xưa đi vào chùa. Do quá trình có tạo hóa nhiều năm quá nên là cũng đã có bị là cái bậc thang lên xuống trùng động nước. Và ngày xưa thì có nước hay không thì mình không biết, nhưng mà đây chính là cổng tam quan. Đấy, tam quan cổ ngày xưa đi khi đi vào chùa thầy, là chùa thầy chùa hạ, là đây là khi chúng ta vào chùa là chúng ta phải tất cả đi qua cổng tam quan này. Vì chính vì như vậy là do quá trình thời gian lâu quá mà ở đây đã mất đi cái lối chính vào đó, xong bắt đầu chúng ta mới vào đây đó. Phía sau
ngón tay mình đây là cổng tam quan, và đây là chính diện là chùa đó, chùa Thầy, chùa Thượng và chùa Hạ, xung quanh là núi non hùng vĩ khá là đẹp. Ok, và bây giờ thì mình cũng đã nói qua đến ấy một chút rồi. Chùa Thầy thì cũng được xin được cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng mình trong những chương trình như video vừa rồi. Chùa Thầy thì không phải có một chùa các bạn nhé, chùa Thầy này có cả chùa Hạ và chùa Thượng, cũng nằm chung một khuôn viên và một cái khu di tích lịch sử này. Và phía sau mình đây chính là cổng tam quan các bạn nhé, đây là cổng tam quan đi vào chùa. Và bây giờ chùa bây giờ thì đã hai bên đã có là hồ nước và rất chi là trong xanh và mát mẻ. Và phía sau ở mình đây mà mình quay lại thì các bạn có thể nhìn thấy đó, phía sau là núi, trước là sau là núi, trước là cổng tam quan và cũng có là hồ luôn. Và cái video này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng mình và trong những suốt do năm vừa qua. Nếu các bạn thấy yêu mến về chương trình mà mình đã được tạo lên là chuyên về đăng tải những cái khu du tích, khu di tích lịch sử của Việt Nam thì đăng lên kênh, thì mong các bạn, quý vị các bạn hãy ủng hộ kênh và một sub vào một like, bật chuông thông báo và những cái bình luận để đón nhận cái video mới nhất từ trên kênh. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị ạ.